Chồng cô nói đúng đó. Cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống. Lúc đó dễ bị tôi hạ gục đó nha. Sao? Tức lắm hả? Không hả dạ đúng không? Biết làm sao được. Tôi thì quá tài giỏi. Cả cái gia sản như vậy không giao cho tôi, chẳng lẽ giao cho một đứa ăn chơi lêu lỏng như cô à? Mày Lâm, con khốn, mày chỉ là một đứa con hoang, một đứa chơi xong lạc vợ, mày dám đánh mặt với tao hả? Lâm, Lâm, con có sao không? Thôi em, bình tĩnh lại đi. Ba, hồi nãy ba có nghe nó nói cái gì không? Ba không ngờ tới giờ phút này ba con như còn ngang ngược kiếp chuyện gây sự với con Hân. Cái tội của con, nếu không cho con Hân bỏ qua cho, con không có cơ hội đứng đây mà gây sự với người khác đâu. Ba, đi đi, đi chung khúc bác ba, đi. Dạ thưa ba, Lam chỉ là hiểu lầm tức thời nên mới cư xử như vậy thôi ba. Ba đừng cứ giận Lam. Xin lỗi ba, rồi em xin lỗi Hân luôn đi. Nhìn cái gì? Đừng có cứng đầu. Nghe lời anh, em sai rồi, mau xin lỗi đi. Chẳng lẽ em cứ muốn làm cho ba buồn hoài hay sao? Xin lỗi. Không sao đâu Lam, là lỗi của mình đụng Lam trước mà. Dạ thưa bác, con xin phép bác con đi lo công việc của con. Dạ. Xin lỗi em. Còn ba nữa kìa. Con xin lỗi ba. Tại sao anh? Em đã trúng kế đứa con quan đó rồi. Ý anh là nó đã cố tình chọc điên em. Em điên lên, em gây sự với nó trước mặt ba. Nếu không phải lúc nãy anh kêu em xuống nước thì có nghĩa là mưu kế của nó đã thành công rồi. Đúng là thâm độc mà. Em yên tâm đi, từ nay đã có anh ở đây, anh sẽ không để cho nó được yên đâu. Bây giờ chỉ có anh bên cạnh em thôi. Vậy thì sau này anh nói gì em cũng phải nghe theo, rõ chưa? Em biết rồi. Nè em, xin chào cung hi, cung hi. Cảm ơn cậu. Ồ, chào bác. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Để con mời bác cho tôi coi tấm hình. Dạ. Rồi. Hai ba. Rồi, cảm ơn. Dạ, con mời bác. Dạ, chào anh. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh. Ủa, chuyện nhà đâu anh? À, bà đưa hai đứa nhỏ đi hưởng tuần trăng mật nên về hơi trễ. Xin lỗi anh nha. Thôi tôi vào trong gặp bà một chút mà anh. Nè, cô đổi cho tôi ly nước khác đi. Gì kỳ vậy? Hồi nãy đòi uống nước ngọt, tôi đưa nước ngọt, rồi bây giờ đòi đổi nước khác là sao? Tôi uống nước ngọt á chỉ là tự vì tôi thèm, tôi muốn uống. Bây giờ tôi hết thèm, tôi muốn cô rót một ly nước suối được không? Được chứ, tự đi lấy uống đi. Ủa, nếu mà tôi tự đi thì tôi đã đi được rồi, tôi đâu có cần phải nhờ cô. Dạ. Mà tôi nhớ hổng lầm, hình như có ai hứa với tôi á rằng là sẽ lo cho cái chân này của tôi nè cho đến khi khỏe hẳn, hứa là sẽ có trách nhiệm với tôi mà. Dạ em nhớ rồi, để em đổi cho ly nước khác. Đưa đây. Khoan, gì nữa? Lấy thêm cho tôi một ít trái cây tôi ăn đi. Dạ biết. Nè, nè, tôi bắt quả tang nghe. Ông ăn hiếp em gái của tôi nghe. Trời ơi anh ơi, đây là lần đầu tiên tôi thắng được em gái anh đó. Ủa,
Chị Ngân đâu anh? À, bà phải đưa hai đứa nhỏ đi hưởng tuần trăng mật nên về trễ. Anh Phong anh mới hỏi tôi ngoài kia kìa. À vậy hả anh? Tìm hiểu thì chú rể Nguyễn Minh Khang và cô dâu Trương Thái Hà đã tìm được bến độ hạnh phúc của riêng mình, và đám cưới ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu đó. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cuối lễ đài để cùng chứng kiến giây phút thành hôn của anh Minh Khang và chị Thái Hà. Và tôi xin phép được mời đại diện họ nhà trai, ông Nguyễn Thanh Phong và bà Lý Hoài Thanh tiến về phía lễ đài. Và tiếp theo, tôi xin được mời đại diện họ nhà gái, bà Trương Thị Thắm tiến về phía lễ đài. Và sau đây xin được mời ông Nguyễn Thanh Phong là thân phụ của chú rể sẽ đại diện cho hai họ có đôi lời phát biểu. Kính thưa quý vị và các quan khách, tôi xin thay mặt cho hai bên gia đình cảm ơn sự hiện diện của quý khách không ngại đường xa để đến dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi ngày hôm nay là Minh Khang và Thái Hà. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả. Hai họ xin cảm ơn toàn thể quý vị. Cảm ơn. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến về phía trước để làm nghi lễ. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau cắt chiếc bánh tình yêu để san sẻ tình yêu đôi lứa. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía tháp rượu để cùng nhau khai rượu champagne. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị khách chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật to ạ. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nhau nâng rượu mời song thân hai họ để tỏ ơn sinh thành và dưỡng dục. Vâng, và bây giờ xin kính mời gia đình hai họ chúng ta hãy cùng nâng ly để thể hiện sự gắn kết và bền chặt hơn giữa hai gia đình. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình của hai bên. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời gia đình hai họ chúng ta bước xuống lễ đài trở về vị trí cũ để chúng tôi tiếp tục nghi thức thành hôn ngày hôm nay. Và sau đây là nghi thức quan trọng nhất. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng thực hiện nghi thức uống rượu giao môi. Warm and tender now, a love that I could.
Và chú rể có đôi lời muốn chia sẻ hạnh phúc với tất cả quý vị quan khách. Xin mời chú rể. Kính thưa ba mẹ, thưa quý vị quan khách, con Trần Thái Hà xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, cũng như là sự động viên, ủng hộ tinh thần cho hai đứa con trong suốt thời gian qua. Con xin cảm ơn tất cả mọi người, và con muốn mời tất cả mọi người dùng một bữa tiệc thân mật thay cho lời tri ân gửi đến tất cả mọi người. Và bây giờ con xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly lên để chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng con. Xin mời mọi người. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng nâng ly. 3, 2, 1, vô. Món đầu tiên thì mình ăn là tỏi ngó sen nha mẹ. Món chính là cá muống chân tương và một cái lẩu. Để con coi còn món nào ngon nữa không. Con cứ thả lỏng cảm xúc của mình đi. Dạ. Đi với mẹ thì con không cần phải kiềm chế tâm trạng của mình đâu. Con không cần lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra vui vẻ như vậy. Mẹ sợ con buồn sao? Mẹ chỉ đang lo cho con thôi. Ngay từ lúc anh ta chọn cô gái có cái thai trong bụng thì anh ta đã không tồn tại trong lòng con nữa rồi. Mẹ cứ yên tâm đi. Con gái của mẹ có thể yếu đuối lúc muốn và cũng mạnh mẽ lúc cần. Con có thể buông bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy cũng tốt. Sau này làm gì cũng có thể thẳng tay. Dạ không biết cô và chị đã gọi món ăn chưa ạ? Tôi còn đợi bạn nữa. Lát nữa bạn tôi tới tôi sẽ gọi món luôn. Dạ em biết rồi. Dạ xin phép. Ủa mẹ, con tưởng hôm nay chỉ có hai mẹ con mình ăn thôi chứ. Còn có ai nữa hả? Chắc là cũng gần tới rồi. Ai vậy mẹ? Chừng nào người đó tới thì con sẽ biết thôi. Dạ. Dạ. Con chào cô. Chào em. Anh hai, uống ly trà gừng nóng đi, cho giả rượu. Cảm ơn cô. Anh đó, đã có tuổi rồi, uống rượu á, chừng mực thôi, uống chi cho nhiều, rồi bây giờ say xỉn mệt mỏi như vậy. Bữa nay đi đám cuối cũng vui, cho nên anh hơi quá chén một chút. Thôi, anh lên phòng nghỉ đây, cô cũng đi nghỉ sớm đi. Dạ. Đi về đi. Hôm nay em làm sao vậy? Anh đi về đi, mai mình nói chuyện. Hưng à, anh đã không nói cho em biết anh là người của má em. Trước đây ba anh cũng bị ông Phong và ông Trường hại chết. Hai người đó đã gạt ba anh để lấy hết tiền, khiến cho ông phải phẫn uất mà tự tử. Anh đã gặp má em trong lúc đến công ty Thế Kỷ để phỏng vấn. Khi đọc qua lý lịch của anh thì má em đã biết là người quen, cho nên mới đề nghị với anh hợp tác để trả thù những kẻ xấu xa đó. Anh còn chuyện gì chưa kể với em không? Không,
Làm sao em biết được là anh đã kể hết mọi chuyện với em rồi? Hưng à, em nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục nữa. Nhưng mà vì bây giờ em không còn lòng tin ở anh nữa. Trước khi gặp mẹ em, thế giới này mọi thứ đối với em rất là đẹp, rất là có tình người. Nhưng sau khi gặp mẹ em, em mới phát hiện ra tất cả mọi thứ xung quanh em đều là giả dối. Kể từ đó, em đã tự nói với bản thân của mình là em sẽ không để cho ai lừa dối em nữa. Không một ai. Anh không lừa dối em. Chẳng qua anh đã hứa với cô sẽ không để cho em biết bất cứ chuyện gì hết khi chưa được cô cho phép. Cho nên anh đừng có nói nữa. Em không muốn nghe gì nữa hết á. Tại sao vậy? Tại sao cái thế giới này lại đáng sợ đến như vậy? Tại sao tất cả mọi chuyện đều sắp đặt, tất cả mọi chuyện đều toan tính như vậy? Đúng, có rất nhiều chuyện sắp đặt và toan tính. Nhưng tình yêu của anh dành cho em là không hề có chuyện đó. Anh đừng nói nữa. Anh đi về đi. Được, em vô nhà đi, rồi anh về. Ủa, chị hai, sao lại về đột xuất vậy? Kiều nghĩ là vài ngày nữa chị mới về mà. Ngày mai tôi có chút công việc, cho nên hôm nay tôi tranh thủ về cho kịp. Vậy còn Lam với Quy đâu chị hai? Chị hai à? Hả? Kiều hỏi là Lam với Quy á, nó có về chung với chị không? Thì vợ chồng của nó có chút việc riêng cho nên về sau. Chị hai à, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Có chuyện gì á, chị cứ nói cho Cẩm Kiều nghe đi, coi Cẩm Kiều có giúp gì được cho chị không. Sau chuyến du lịch ở châu Âu, tôi và vợ chồng con Lam quyết về Vũng Tàu ở chơi vài ngày, thì đã xảy ra chuyện. Anh Huy, anh tới hồi nào vậy? Anh mới tới thôi. Sao không gọi anh? Nhắn tin cho em nhưng mà đâu thấy em trả lời. Anh cứ nghĩ là người đẹp đã lơ anh rồi. Anh này, sao em lơ anh được chứ? Nhỏ kia mày làm cái gì vậy hả? Em có sao không? Hả? Em làm cái gì vậy hả? Anh gì nó mà chửi tôi hả? Nó là cái gì? Anh có coi tôi là vợ anh không? Thì ra đây là vợ của anh đó hả? Sao mà hung dữ quá vậy? Còn không biết cư xử nữa. Thôi mà cho anh xin lỗi, bữa khác anh buồn với em nha. Nha. Con nhỏ kia. Nè nè, em làm cái gì vậy? Nè, thôi đi. Vợ của anh đúng là quá đáng thiệt. Thôi, thôi mà, thôi nha. Buông ra, dẹp hết đi. Sau này, anh đừng có bao giờ tìm tôi nữa. Nè em. Mày làm người đẹp giận, bỏ đi rồi kìa. Tụi tao thất vọng về mày quá. Một độ đàn ông của mày biến đến đâu rồi? Tao mà bị đàn bà con gái chửi như vậy, nãy giờ tôi chui đầu xuống đất luôn rồi. Mấy người biết cái gì mà mấy người lên. Ê, chỗ đánh lửa kìa. Cái gì? Chị nói là sao? Nó dám đánh còn làm hả? Nó gan à? Hiện giờ thằng đó đang ở đâu? Chị nói đi, Cẩm Kiều xử cho nó một trận mới được. Cái thằng trời đánh đó, nó bỏ đi đâu còn không biết nữa. Còn con Lam nhất định không chịu về, cứ đòi ở lại Vũng Tàu thêm vài ngày nữa. Chị à, con Lam nó có sao không vậy? Nó cứ im im, không nói không rằng gì hết. Tôi bắt nó phải bỏ thằng Quy đi. Nó nói với tôi á
là chuyện riêng của nó, đừng có can thiệp vô. Nó sẽ tự biết cách xử lý. Cô coi, con với cái như vậy đó. Cho nên tôi bỏ về đây trước, chứ ở dưới đó rất bực bội thêm vô người. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Em thấy cuộc hôn nhân của con Lai với thằng Quy đó, nó có vấn đề. Mới cưới nhau mà đã xảy ra như vậy là không ổn đâu. Ngày mai đó chị với anh hai tính lại coi sao. Anh không cần phải nói cái gì hết, cũng khỏi phải xin lỗi. Lần này á hả, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cô kia đi. Anh nói cái gì? Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cô chỉ cần ký vô là xong. Anh dám làm như vậy hả? Cô có bao giờ nghe câu nói giàu vì bạn, sang vì vợ chưa? Một người vợ không biết giữ thể diện cho chồng mình trước đám đông, tôi liên tiếp làm gì? Tôi nói cho cô biết, tôi cần một người vợ phải biết tôn ti trật tự, phép tắc trước sau. Một người vợ phải biết làm cho chồng mình nở mặt nở mày. Chứ tôi không cần một người vợ có thể sẵn sàng làm bé mặt chồng mình trước mặt người khác. Ký đi. Cô chỉ cần ký kế bên chữ ký của tôi là xong. Hết sức đơn giản. Thôi, tôi mệt rồi. Cô cứ giữ tờ đơn đi, sáng mai tôi sẽ lấy. Tôi đi ngủ đi. Anh à, anh ơi, em xin lỗi anh mà, anh đừng bỏ em. Cô buông tôi ra không có lợi ích gì đâu. Anh ơi, em xin lỗi anh, kể từ giờ em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em sẽ ngoan, em không bao giờ hồ đồ để cho anh bị mất mặt nữa đâu anh. Anh ơi, anh đừng đi, anh đừng bỏ em anh ơi. Cô nghĩ làm lỗi rồi đơn giản xin lỗi là xong mà. Nhưng mà em không muốn mất anh. Anh cũng biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà. Em sẽ không bao giờ hành động nông nổi như vậy đâu. Anh nói cái gì á là em nghe cái đó, em không có dám cãi nữa.